Ok, và hãy xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Giờ và mình là Ender. Giờ và hôm nay mình sẽ dẫn bạn cách tạo dáng cho cái ammo stand của các bạn nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Thì không biết Minecraft PC có làm được không, nhưng mà Minecraft P thì các bạn đã thấy rồi đấy. Đó. Thì trong phiên bản này có rất là nhiều thứ mới nhá. Thì những cái thứ mới này các bạn hãy vào cái channel của ông Jinkai mà xem. Mình không thể giải thích hết được mấy cái này vì nó có rất là nhiều nhá. Đây là khối này, những vật dụng cần thiết. Và không biết máy phát nhạc thì có gì nhỉ. Và chúng ta sẽ đến với nội dung chính của ngày hôm nay. Đầu tiên các bạn cần đặt một cái ammo stand xuống nhá. Đó, các bạn đặt như vậy. Đó, rồi các bạn có thể mặc đồ cho giáp như bình thường, nhưng mà đặc biệt thì cái giáp này có tay nhá, nên các bạn cũng có thể cho thêm nó cầm một cái item. Đây các bạn nhìn nhá. Đó, cầm theo cái đuốc chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ thử cho nó cầm thanh kiếm. Kiếm sắt đi. Rồi. Và sau khi bạn đã làm được một cái bộ giáp như vậy rồi thì các bạn cần phải quỳ xuống. Đó, thì cái chữ mặc đồ nó sẽ biến thành chữ post. Chữ post này có nghĩa như kiểu dáng ấy, đại khái vậy. Mình không biết có phải không, nhưng mà như kiểu nghĩa là dáng ấy. Đấy, các bạn bấm vào đấy. Đó, dáng thứ nhất là nghiêm. Đấy, dáng nghiêm thẳng tay như vậy. Dáng thứ hai là cái gì đây? Nhìn xuống à? Dáng thứ ba là thay vì nhìn xuống nó nhìn lên và vẫn cầm theo cái kiếm. Dáng thứ tư là nó nhìn hẳn lên trời luôn. Rồi, dáng thứ năm là chắp tay quỳ lại Quan Thế Âm Bồ Tát chứ. Thằng này dị vãi. Rồi, tiếp theo là gì? Cái này là kiểu Thiên Chúa giáng thế đây. Đó, tiếp tục. Còn đây là kiểu suy tư hoặc là các bạn cũng có thể là kiểu ngắm kiếm. Đó, kiểu ngắm kiếm. Và kiểu thứ năm. Đây là kiểu gì đây? À, mình biết kiểu này. Thì các bạn có biết cái kiểu chào mà khi tung chai nước chưa? Thì đây chính là cái kiểu chào đấy đấy. Đó, bỏ cái thanh kiếm này ra các bạn sẽ rõ ngay. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là cái gì? Đi đến à? Cái kiểu zombie. Rồi. Rồi tiếp theo là kiểu sút tung đít. Cái kiểu mình thích cái kiểu sút tung đít này. Rồi kiểu tiếp theo là gì? Kiểu sút tung đít nhưng mà hướng ngược lại. Rồi tiếp theo nữa là kiểu nhìn sang bên phải, cũng nhìn vào thanh kiếm, không biết định chém giết bố con thằng nào đây. Nhưng mà thanh kiếm một bên thì màu tối tối, còn một bên thì màu giống nhau. Cũng cái lưỡi của nó thì tối tối, còn bên đây thì sáng. Trông khá là đẹp ấy. Rồi đây là quyển truyện hentai. Rồi kiểu tiếp theo là gì đây? Hết rồi à? Vậy là nó có tổng cộng khoảng 11, 12 kiểu dáng gì đó. Và nếu mà các bạn sáng tạo thêm một tí thì các bạn sẽ có một trong những thứ tuyệt vời nhất trong Minecraft. Bây giờ mình sẽ làm thử nhá. Chuẩn bị 3, 2, 1. Đấy, thì các bạn có thể thấy là khá là hay phải không ạ?
Và nếu bạn thích video ở đây, hãy nhớ like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật được video mới nhất. Và cũng như là đồng hồ mình, ok, bye bye. Và trong cái này có rất là nhiều thứ mới nhá. Nếu mà video này đủ 1.000 like, mình sẽ làm tiếp tục về một cái thứ nữa. Đó là pháo hoa. Mình sẽ dẫn các bạn cách, một số cách về pháo hoa. Một số điều đặc biệt về cái pháo hoa nhá.